Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Áp dụng hệ thống tưới nước tự động trong sản xuất nông nghiệp tại xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên. Ninh Bình có thêm 260 hộ cựu chiến binh thoát nghèo. Người dân thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh thờ ơ với bảo hiểm y tế. Hiệu quả của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hải Dương. Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam chú trọng công tác vệ sinh môi trường sau lũ. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, nhiều hộ dân tại xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên đã áp dụng hệ thống tưới nước tự động vào sản xuất nông nghiệp, giúp giảm chi phí và công sức lao động, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Điển hình như anh Nguyễn Văn Chính ở thôn 1 nhờ áp dụng hệ thống tưới nước tự động trên 4 mẫu đất canh tác, mỗi năm anh đều thu lãi trên 300 triệu đồng. Anh Nguyễn Văn Chính có hơn 4 mẫu đất trồng các loại cây ăn quả như ổi, cam, bưởi, vườn rộng. Việc tưới nước mất nhiều thời gian lại không được thường xuyên ảnh hưởng đến năng suất chất lượng của cây. Nên sau khi tìm hiểu học hỏi kinh nghiệm ở một số nhà vườn, năm 2017, anh đã đầu tư ứng dụng hệ thống phun nước tưới tự động. Hệ thống đường ống nước được thiết kế trải khắp vườn qua hệ thống motor điện có công suất 1,5 kW. Khi cần tưới, chỉ bật công tắc là có thể tưới và điều chỉnh mức độ tưới theo ý muốn cho cả một diện tích lớn, góp phần giảm chi phí và công sức lao động. Đặc biệt thuận tiện khi thời tiết mùa nắng nóng khô hạn kéo dài. Được biết, nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất có hiệu quả, nên diện tích trồng cây ăn quả của gia đình anh Chính luôn cho hiệu quả kinh tế cao. Mỗi năm trừ mọi chi phí đều cho thu lãi trên 300 triệu đồng. Các hộ nuôi tôm thẻ chân trắng ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình tập trung thu hoạch tôm vụ 2 và chuẩn bị các điều kiện để bước vào nuôi thả vụ thứ 3 trong năm. Năm nay, huyện Tiền Hải mở rộng diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng lên trên 250 hecta, trong đó có 60 hecta áp dụng mô hình nuôi tôm công nghệ cao. Do được nuôi thả đúng quy trình, điều kiện thời tiết thuận lợi, các loại bệnh dịch trên tôm thẻ chân trắng được kiểm soát chặt chẽ, diện tích và số hộ có tôm bị bệnh phải nuôi lại ít, nên hầu hết các hộ nuôi tôm thẻ chân trắng ở huyện Tiền Hải đều được mùa. Đến nay, huyện Tiền Hải đã thu hoạch được trên 120 hecta, tương đương với trên 50% diện tích nuôi tôm thẻ của toàn huyện. Bên cạnh các hộ nuôi theo phương thức quảng canh cải tiến cho năng suất trên 10 tấn trên 1 hecta, thì nhiều hộ nuôi theo mô hình công nghệ cao cho năng suất đạt từ 30 đến 35 tấn. Cá biệt có hộ nuôi đạt tới 40 tấn trên 1 hecta. Những ngày qua, cùng với việc tập trung thu hoạch, nhiều hộ nuôi đã tiến hành cải tạo, vệ sinh ao đầm, tranh thủ lấy và xử lý nước, đồng thời chuẩn bị đủ lượng vật tư, thức ăn, con giống và thuốc thú y để chuẩn bị cho vụ nuôi thả mới. Dự kiến vụ nuôi tôm thẻ chân trắng thứ 3 trong năm nay sẽ cho thu hoạch vào tháng 10 tới. Thời gian qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần gốm Chu Đậu tỉnh Hải Dương được duy trì ổn định. Doanh thu 6 tháng đầu năm 2018 đạt 30 tỷ đồng. Do gốm Chu Đậu chủ yếu được sản xuất thủ công, sản lượng khó tăng nên việc vẫn đáp ứng được nhu cầu thị trường tại thời điểm hiện tại là nỗ lực rất lớn của cán bộ và nhân viên công ty. Đáng lưu ý, bên cạnh những sản phẩm với dòng men màu cho chấu đặc sản đã nổi danh trên thị trường, công ty còn đầu tư nghiên cứu ra những dòng men mới như men nâu ngọc. Sau 2 năm đưa ra thị trường, các sản phẩm này đã thu hút được người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu sang một số thị trường. Cùng với việc đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng tốt nhu cầu của mọi phân khúc thị trường, công ty cũng chú trọng việc đăng ký nhãn hiệu, đầu tư cho bao bì, góp phần tăng giá trị cho sản phẩm. Triển khai hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi, tổ chức đi tham quan học tập các mô hình kinh tế có hiệu quả trong và ngoài tỉnh là những việc làm thiết thực mà Hội cựu chiến binh các cấp trong tỉnh Ninh Bình đã triển khai. Nhờ vậy mà từ đầu năm đến nay đã có 260 hộ hội viên vươn lên thoát nghèo. Hiện nay, các cấp hội đang quản lý gần 382 tỷ đồng nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội cho gần 16.000 lượt hộ hội viên vay vốn phát triển chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất kinh doanh nhằm tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đến nay, toàn tỉnh có gần 3.400 hội viên cựu chiến binh đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trên 500 mô hình có giá trị thu nhập từ 80 triệu đồng một năm trở lên. Tiêu biểu như các mô hình nuôi lợn siêu nạc, mô hình cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn quả và nuôi trồng thủy sản kết hợp với chăn nuôi. Quý vị và các bạn thân mến, mặc dù mang trên mình những vết thương do chiến tranh để lại, song cựu chiến binh Nguyễn Văn Sơn sinh năm 1958 là thương binh hạng 2/4 ở khu Khúc Toại, phường Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh,
luôn phát huy tinh thần, bộ đội Cụ Hồ vượt qua khó khăn, không ngừng nỗ lực, cố gắng trong phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng cho gia đình, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Trong căn nhà rộng rãi với nhiều sản phẩm gỗ chưa kịp đem trả khách, cựu chiến binh Nguyễn Văn Sơn vừa trò chuyện vừa hồi tưởng lại những tháng ngày kháng chiến gian khổ nhưng đầy hào hùng của dân tộc ta. Cũng như nhiều lớp thanh niên trẻ ngày ấy, cựu chiến binh Nguyễn Văn Sơn tình nguyện lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi của Tổ quốc, trực tiếp tham gia chiến trường biên giới phía Bắc và bị thương ở đầu và ngực khi đang chiến đấu tại Cao Bằng đầu năm 1979. Tiếp tục phục vụ kháng chiến đến tháng 10 năm 1982, trở về địa phương với hai bàn tay trắng và những cơn đau do di chứng chiến tranh để lại. Khó khăn chồng chất khó khăn, nhưng người thương binh ấy không hề nản chí mà ngược lại còn nỗ lực hơn để phát triển kinh tế với nghề mộc truyền thống do cha ông để lại. Nhiều khi khó khăn chúng tôi cũng chỉ biết là thôi làm thế nào mà nhờ các cấp chính quyền địa phương coi như giới thiệu ra ngân hàng để vay mượn. Thì là từ hồi coi như là vay được ngân hàng thì chúng tôi làm ăn phát triển thêm thì là rất tốt. Nói chung là phát triển từ lúc vay ngân hàng đến bây giờ thì sau tôi đã làm ăn ổn định rồi thì độ hơn 10 năm nay tôi không phải vay ngân hàng nữa. Nhờ ý chí quyết tâm và nghị lực vượt khó vươn lên cùng sự giúp đỡ của cấp ủy chính quyền địa phương, kinh tế gia đình ông Sơn ngày càng ổn định, không chỉ tạo nguồn thu nhập cho gia đình xưởng mộc với diện tích gần 300 m2 của ông, còn tạo công ăn việc làm ổn định cho 10 lao động là đồng đội và con cựu chiến binh của địa phương với mức lương trung bình từ 8 đến 10 triệu đồng một người một tháng. Có lao động đạt 15 triệu đồng một tháng. Với những nỗ lực của mình, ông Sơn được xem là tấm gương sáng để mọi người học tập và noi theo. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Năm học 2017-2018, ngành giáo dục và đào tạo huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đã hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ công tác xây dựng trường chuẩn. Cơ sở vật chất trang thiết bị trường học cũng đang quan tâm thường xuyên. Kết thúc năm học 2017-2018, ngành giáo dục và đào tạo huyện Vụ Bản có thêm 4 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. 2 trường tiểu học được công nhận lại đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. 2 trường trung học cơ sở được công nhận và 6 trường trung học cơ sở được công nhận lại đạt chuẩn quốc gia. Toàn huyện có 3 trường trung học cơ sở đạt chuẩn xanh sạch đẹp, 2 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia xanh sạch đẹp an toàn. Đến nay, cấp học mầm non có 12 trên 18 trường đạt chuẩn quốc gia, 100% trường tiểu học đạt chuẩn mức độ 1 và 19 trên 26 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Cấp trung học cơ sở có 15 trên 19 trường đạt chuẩn quốc gia. Ngành giáo dục và đào tạo huyện Vụ Bản đạt giải nhì kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh các môn văn hóa, giải ba hội thi hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh, giải khuyến khích hội thi sáng tạo khoa học cấp tỉnh. Quy mô trường lớp ổn định, công tác phổ cập tiếp tục được giữ vững. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là một trong những chính sách quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội. Nhưng tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, nơi có điều kiện phát triển kinh tế bậc nhất của tỉnh, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế tại đây mới chỉ đạt 82%, thấp nhất trong tỉnh. Đây dường như là một nghịch lý. Theo số liệu thống kê của Bảo hiểm xã hội thị xã Từ Sơn, toàn thị xã hiện có trên 140.000 người đã tham gia bảo hiểm y tế, đạt 82% dân số. Đây là tỷ lệ thấp nhất tỉnh hiện nay. Như vậy, ở Từ Sơn vẫn còn khoảng trên 30.000 người chưa tham gia. Đây là con số không hề nhỏ. Nguyên nhân của tình trạng này là do Từ Sơn có nhiều làng nghề, người dân không mặn mà khi tham gia bảo hiểm y tế. Việc tiếp cận tuyên truyền gặp nhiều khó khăn. Công tác tuyên truyền cũng chưa được hiệu quả. Những trường hợp bệnh nặng có nhu cầu chuyển lên tuyến trên, việc chuyển viện còn gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó là tình trạng quá tải tại Bệnh viện Đa khoa thị xã, chất lượng khám chữa bệnh chưa đáp ứng yêu cầu của người dân. Trong khi tỷ lệ bình quân của cả tỉnh tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%, thì tại thị xã Từ Sơn, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế mới đạt 82%. Đây lại là địa phương có điều kiện kinh tế phát triển bậc nhất của tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tăng cường cải cách thủ tục hành chính trong cấp phát đổi thẻ bảo hiểm y tế sẽ là những giải pháp Từ Sơn cần làm tốt trong thời gian tới. Nhà văn hóa thiếu nhi thành phố Nam Định vừa tổ chức liên hoan tiếng hát Vàng Anh năm 2018. Tham dự liên hoan năm nay có hơn 300 thí sinh đến từ 25 đội văn nghệ thiếu nhi của các phường xã trên địa bàn thành phố Nam Định với hơn 100 tiết mục hát đơn ca, hát tốp ca và múa.
Đa số các tiết mục dự thi được chuẩn bị công phu, đầu tư kỹ lưỡng về nội dung cũng như hình thức thể hiện, tập trung vào các chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước, lòng biết ơn cha mẹ, thầy cô và những kỷ niệm về tuổi học trò, bạn bè và mái trường thân yêu. Liên hoan tiếng hát Vàng Anh được Nhà văn hóa thiếu nhi thành phố Nam Định tổ chức vào dịp hè hàng năm nhằm tạo sân chơi bổ ích cho các em ở lứa tuổi thiếu niên nhi đồng, giúp các em phát triển năng khiếu và đam mê nghệ thuật. Qua đó, thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với công tác chăm sóc, giáo dục, động viên các em phấn khởi bước vào năm học mới. Kết thúc liên hoan, 12 đội văn nghệ đã được ban tổ chức trao giải xuất sắc và 12 đội đạt giải A. Ban Chỉ huy quân sự huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương vừa tổ chức chương trình ấm áp tình đồng đội, chung tay vun đắp những mầm xanh do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phát động nhằm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại chương trình này, ban tổ chức đã trao tặng 5 chiếc xe đạp cho các cháu học sinh là con cán bộ nhân viên trong cơ quan Ban Chỉ huy quân sự huyện có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó cho học tập. Nguồn kinh phí do cán bộ nhân viên Ban Chỉ huy quân sự huyện ủng hộ nhằm động viên giúp đỡ các cháu vượt khó, giành kết quả cao cho học tập. Nhân dịp này, Ban Chỉ huy quân sự huyện cũng gặp mặt động viên và tặng 48 suất quà, tổng trị giá gần 10 triệu đồng cho con cán bộ nhân viên cơ quan có thành tích cao cho học tập và đỗ vào các trường đại học cao đẳng. Hội Phụ nữ thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức hội thi Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở giỏi nhằm nâng cao kiến thức, năng lực, kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Tham gia hội thi có 9 thí sinh là Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở các xã, phường. Tham gia thuyết trình 9 đề án được thực hiện trong giai đoạn 2018-2021. Đó là xây dựng mô hình xử lý rác thải, vấn đề tự quản, thoát nghèo bền vững, xây dựng mô hình tổ dịch vụ, tập hợp, thu hút nữ công nhân tham gia sinh hoạt hội, phát triển hội viên, nâng cao chất lượng hoạt động chi hội phụ nữ, giáo dục thanh thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật. Hội thi tạo điều kiện để giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, giúp nâng cao kiến thức, phương pháp, kỹ năng hoạt động và kỹ năng tuyên truyền vận động phụ nữ, khẳng định vai trò vị trí của Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở trong hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ. Với sự chuẩn bị chu đáo, công phu, các thí sinh đều đã thể hiện tốt phần thi thuyết trình của mình và các câu hỏi của ban giám khảo. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Quang Sơn. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2018 là đẩy mạnh hoạt động trợ giúp pháp lý trong tố tụng. Để thực hiện nhiệm vụ này, đội ngũ cán bộ chuyên môn của Trung tâm đã gắn kết chặt chẽ với cơ quan tố tụng và bám sát cơ sở để kịp thời tham gia tiếp cận các vụ việc. Sau một thời gian thụ lý, Tòa án Nhân dân huyện Bình Giang đã đưa ra xét xử vụ án dân sự về việc kiện đòi lại tài sản là đất giữa nguyên đơn là chị Khúc Thị Hòa với bị đơn là anh Khúc Văn Nhất, em họ chị Hòa. Do không thỏa thuận được với nhau về hướng giải quyết vụ việc, nên chị Hòa ủy quyền cho bà Nhữ Thị Mùi làm mẹ đẻ, làm thủ tục khởi kiện đòi lại tài sản. Do chị Hòa và bà Mùi đều là đối tượng thuộc diện hộ nghèo, nên đã yêu cầu Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh hỗ trợ soạn thảo đơn khởi kiện, đơn đề nghị miễn tạm ứng án phí, miễn án phí, xác nhận nơi cư trú của bị đơn và thu thập các chứng cứ khác liên quan đến hồ sơ khởi kiện. Qua đó, mẹ con chị Hòa đã thắng kiện trong phiên tòa sơ thẩm. Trung tâm Trợ giúp pháp lý và Tòa án Nhân dân người bảo vệ pháp lý cho em nó thì tôi xin chân thành cảm ơn. Đây chỉ là một trong hơn 100 vụ việc tham gia hỗ trợ trực tiếp của cán bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh từ đầu năm đến nay. Đó là diện người được trợ giúp pháp lý trong các vụ việc tham gia tố tụng mở rộng. Không chỉ có diện người chưa thành niên là bị can, bị cáo trong vụ án hình sự, mà số vụ việc có đối tượng người nghèo, người có công với cách mạng, người khuyết tật trong các vụ án dân sự, hành chính đều cao hơn so với các năm trước. Chất lượng, hiệu quả hoạt động tham gia tố tụng của trợ giúp viên pháp lý nhận được sự đánh giá tích cực từ nhiều phía. Những đối tượng như người nghèo, người có công, người khuyết tật khi có vướng mắc, đặc biệt là trong lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính cũng đã liên hệ với trung tâm để nhờ trợ giúp pháp lý. So với những năm trước thì năm nay cái nhận thức của các đối tượng mà thuộc diện được trợ giúp pháp lý cũng như là cái quan hệ phối hợp giữa trung tâm với các cơ quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh, cấp huyện là đã đạt được nhiều kết quả mà có thể là đánh giá là tốt hơn so với những năm trước. Theo luật trợ giúp pháp lý năm 2017, những đối tượng nhận được trợ giúp pháp lý là nhóm đối tượng yếu thế nhất trong xã hội, có khó khăn về tài chính, không đủ khả năng chi trả thù lao cho luật sư cung cấp dịch vụ pháp lý.
Chính vì vậy, thông qua hoạt động tích cực của Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh đã góp phần thể hiện tính nhân văn của pháp luật Việt Nam, luôn bảo đảm quyền con người, quyền công dân và cũng là một bộ phận của tổng thể các chính sách xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa và ưu đãi xã hội của Đảng và Nhà nước ta. Ngày 31 tháng 7, trong lúc làm nhiệm vụ, Hạt Quản lý Đê Điều, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên kiểm tra cung tuyến, phát hiện trên đê xã Tạ Trạch, huyện Khoái Châu xuất hiện hai cung nứt ở mép mặt đê phía sông, chiều dài gần 100 mét. Vị trí sạt lở cung nứt đoạn 1 từ K91+265 đến K91+280 có chiều dài 15 mét, bề rộng khe nứt từ 3 đến 5 mm. Cung nứt 2 rải rác nhiều đoạn từ K91+473 đến K91+670 có chiều dài 76 m, bề rộng khe nứt từ 3 mm đến 3 cm. Để kịp thời khắc phục sự cố, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, các ngành liên quan huy động lực lượng tập trung xử lý, đắp con trạch chạy dài dọc trên mặt đê theo vết nứt, ngăn không cho nước mưa chảy vào khe nứt. Dọn dẹp vệ sinh phát quang mái đê, dùng giấy bóng ni lông che toàn bộ khu vực khe nứt và một phần mái đê phía sông theo chiều dài vết nứt. Lập barrier chắn hai đầu, không cho xe quá tải đi qua đoạn đê xảy ra sự cố, đánh dấu cung sạt, theo dõi diễn biến. Để đảm bảo an toàn công trình, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Khoái Châu báo cáo để Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tiếp tục chỉ đạo có biện pháp giải quyết sự cố theo phương án lâu dài để bảo đảm an toàn cho tuyến đê. Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua đã khiến cho 14.000 ha diện tích nuôi trồng thủy sản của huyện bị ngập tràn bờ, 36 ha lúa mùa bị ngập, cây màu bị ảnh hưởng 301 ha. Sau mưa lũ, lượng bùn đất, cây cối, rác thải rất nhiều, tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh môi trường, bùng phát dịch bệnh rất lớn, nhất là tại các khu chăn nuôi tập trung. Nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, khắc phục khó khăn, khôi phục phát triển chăn nuôi sau mưa lũ. Hiện nay, huyện Kim Bảng đang tập trung chỉ đạo các xã thị trấn, ra quân dọn vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, không để nước tù đọng lâu ngày gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Thực hiện tốt công tác kiểm tra tu bổ lại những vị trí bờ ao, đầm bị sạt lở, đặt lưới chắn tại các vị trí thấp, xung yếu, tăng cường kiểm tra giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi thực hiện các biện pháp kỹ thuật, đồng thời tổ chức tiêu độc khử trùng đợt 2 năm 2018 cho đàn gia súc gia cầm. Trước mắt, ưu tiên xử lý tại những địa bàn xảy ra ngập úng và những địa bàn bị ô nhiễm nguồn nước về sinh hoạt. Qua đó góp phần giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống sau mưa lũ. Huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình vừa tổ chức họp bàn kế hoạch cưỡng chế xử lý vi phạm tại khu du lịch sinh thái Cồn Vành, xã Nam Phú. Hiện nay, khu vực Cồn Vành có 5 điểm vi phạm. Trong đó, khu vực dịch vụ 3 có 8 hộ thuê đất để sử dụng, thì đều vi phạm lấn chiếm với diện tích gần 780m2. Khu vực dịch vụ 2 có 9 hộ vi phạm. Khu vực rừng phi lao của ông Tô Văn Long và rừng phi lao của ông Nguyễn Văn Toàn có các nhà lán và nhà xây kiên cố vi phạm với tổng diện tích là hơn 2.100m2. Còn lại là 2 trường hợp vi phạm về xây dựng của hộ ông Trần Văn Mẫn và công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và xây dựng Tất Thành tại khu vực quy hoạch quảng trường với diện tích gần 460m2. Huyện Tiền Hải đã ra soát và xác định vi phạm đối với 21 tổ chức hộ gia đình cá nhân, tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với các lỗi lấn chiếm đất đai, xây dựng lấn, xây dựng trái phép, đồng thời yêu cầu các hộ tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm lấn chiếm trái phép và trả lại mặt bằng tại khu vực Cồn Vành. Tuy nhiên, đến thời điểm này mới có một số hộ tự tháo dỡ, còn lại chưa chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Phát huy vai trò nòng cốt trong việc giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở, thời gian qua, lực lượng công an các xã thị trấn tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm, thu được những kết quả tích cực. Trong 6 tháng đầu năm, công an các xã thị trấn đã phối hợp với lực lượng công an huyện phát hiện và triệt phá 52 vụ liên quan 76 đối tượng, trong đó có 10 vụ ma túy liên quan đến 10 đối tượng, 6 vụ đánh bạc liên quan đến 29 đối tượng. Hiện mỗi thôn khu phố tại huyện Ân Thi đều có một công an viên bám sát theo dõi địa bàn với những khu vực trọng điểm được các xã thị trấn bố trí tăng cường lực lượng. Với tinh thần trách nhiệm trong công việc, công an các xã thị trấn đã kịp thời phát hiện phối hợp giải quyết các mâu thuẫn tranh chấp trong nội bộ nhân dân ngay từ đầu và tại cơ sở, không để kéo dài hình thành điểm nóng về an ninh trật tự, nhờ đó an ninh trật tự tại các địa phương được ổn định, điển hình như lực lượng công an xã Hạ Lễ, Cẩm Ninh, Nguyễn Trãi, Hồng Quang.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.